Số 1. Hello, chào các bạn. Hôm nay Taylor sẽ chia sẻ cách làm bánh bông lan phô mai trứng muối trà bông nha các bạn. Thì cái món này thì rất là hấp dẫn luôn. Nguyên liệu hôm nay thì Taylor có chuẩn bị 6 cái trứng gà nha các bạn. Rồi Taylor có thêm 100g đường. Đây là 100g bột cake flour, các bạn, là bột làm bánh ngọt á. Đây là 65ml dầu ăn, 65ml nước, 100g phô mai, 25g bơ. Đây là trà bông nè các bạn. Còn bên đây á, thì thế là có 7 cái trứng muối. Trứng muối này thì nếu mà các bạn chưa coi cái video trứng muối của Taylor thì các bạn có thể bấm vào video đó để xem nha. Rồi đây là 85ml dầu ăn để mình làm cái dầu trứng á các bạn. Đây là một cái trứng để làm dầu trứng nè. Rồi bên đây thì Taylor có gạo trắng nè. Gạo trắng để mình rửa cái chồng đỏ trứng muối của mình á. Rồi thêm dầu mè. Đây là vani nước. Cái này cream of tartar để mình đánh cái chồng trắng lên á. Cái này là bột nổi. Bột nổi thì Taylor sẽ dùng một muỗng cà phê. Rồi mình sẽ dùng ít muối nữa các bạn. Rồi để bắt đầu thì Taylor sẽ làm cái dầu trứng trước nha. Để làm cái dầu trứng thì Taylor có lấy một cái chồng đỏ trứng gà nè các bạn. Sau đó Taylor sẽ cho vào khoảng chừng 10g đường cát trắng. Thế là sẽ cho vào một tí ti muối. Thế là sẽ cho vào một miếng chanh. Mình nặn vào để thế là to luôn cho các bạn coi. Đây là cái nửa muỗng canh đó các bạn. Đó, vừa đúng nửa muỗng canh luôn nè. Sau đó thay là sẽ khuấy lên. Mình khuấy lên, mình khuấy một chiều thôi nha các bạn. Thế là có nấu một nồi nước sôi bên kia. Khi nào nó sôi mình để cái này lên mình nấu cắt thủy. Rồi bây giờ nước sôi nè các bạn. Nước sôi thì thay là tắt lửa. Mình để cái tô rồi lên đây mình nấu nấu cắt thủy nha. Rồi mình sẽ khuấy cũng là một chiều luôn. Tới khi nào mà cái chồng đỏ nó thành cái màu vàng lợt là được nha các bạn. Rồi cái màu vàng giống vậy là ok. Giờ mình lấy xuống mình cho dầu vào nha các bạn. Rồi thế là sẽ cho từng muỗng dầu vào. Tới khi nào mình khuấy mà cái dầu nó tan hết thì mình mới cho muỗng cái tiếp. Cái này nó cũng gần được rồi nè. Rồi đây, thế là cái đặt như đây là đủ rồi. Để thêm là đo cái dầu để cho các bạn biết nha. Tùy theo cái trứng nữa, cái trứng to hơn thì mình dùng dầu hơn nhiều hơn nữa. Đó, là đặt giống gì nè. Này là khoảng chừng. Thế là dùng tất cả trong đây là 50ml dầu á các bạn. 50ml dầu nữa đặt rồi đó. Rồi, mình sẽ lấy cái mình bỏ vô cái bao.
vàng, cái màu vàng đẹp ha. Rồi trong cái xô này Thanh sẽ bỏ vào 100g phô mai, một muỗng canh đường, một tí ti muối, khoảng chừng 1/3, 1/4 muỗng cà phê muối. Sau đó cái này là 1/4 cup nè các bạn, thế là sẽ cho khoảng chừng 1/4 cup là khoảng chừng 60ml, thế là khoảng cho khoảng chừng 50ml sữa tươi không đường. Đây là kem nước nè các bạn, thì thế là cũng cho 50ml luôn. Rồi mình sẽ mở lửa lên, mình khuấy cho cái này nó tan hết. Mình cứ khuấy giống gì khi nào mà cái bơ phô mai nó tan hết là được nha các bạn. Thế là sẽ cho vào một tí bơ luôn, để cho nó bấm cái, nó mướt cái phô mai của mình nè. Cái này là khoảng chừng một muỗng canh bơ lạc. Phô mai nó còn hơi lục cục nè các bạn, mình chỉ nấu lên cho nó tan hết, nó mịn, thiệt mịn luôn. Rồi bây giờ phô mai nó mịn vậy là tắt lửa nha các bạn, vậy là ok rồi đó. Đó. Rồi để qua bên cho nó nguội, để chút nữa mình bỏ vô cái bịch. Rồi bây giờ bên đỏ rượu trắng vô để mình rửa cái trứng này nè các bạn, để cho nó vớt tanh á. Wow, cái rượu này nó thơm ghê luôn. Mình lăn qua, mình lăn lại. Rồi, thì là lấy cái trứng này mình đem đi nướng. Mình nướng với cái nhiệt độ 250 độ F các bạn trong vòng 7 phút. Sau đó thì là cho một miếng dầu mè mình chét lên. Rồi thì là đem đi nướng. Trứng chín lên nè các bạn, thì là lấy ra. Để làm cái bánh bông lan thì là sẽ đập trứng đỏ để một bên, chồng trắng để một bên nha. Chồng trắng thì là để vào cái tô này để mình đi đánh lên. Cái trứng này á, các bạn để nhiệt độ phòng á, thì mình đánh lên nó dễ nổi hơn á các bạn. Trong đỏ trứng gà thì thay là cho 4 muỗng canh đường. Cái này là 4 muỗng canh là khoảng chừng 50g. Thế là sẽ cho 1/4 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê, quay ly nước. Còn cái bột làm bánh, bột bánh bông lan này thay là sẽ cho vào 1 muỗng cà phê bột nổi các bạn. Rồi mình sẽ đánh cái trứng đỏ với đường này cho nó tan ra. Rồi cho dầu ăn vào. Đây là 65ml lít nước luôn các bạn, dầu ăn với nước bằng nhau 65ml.
Còn cái bột khô này nãy thì là có bỏ một muỗng cà phê bột nổi vô á. Bây giờ mình trộn lên cho nó đều. Rồi tôi sẽ gây cái bột vào đây. Hay là để cái này qua một bên. Sau đó mình đi đánh cái chồng trắng trứng nha. Hay là sẽ đánh cho lên bột trước. Khi lên bọt giống vậy thì mình cho vào một muỗng cà phê cream of tartar. Để có cái cream of tartar này, cái trứng của mình lên. Khi mà đánh lên nó giữ cái bọt khí á, lâu lắm á các bạn. Nó không bị bể bọt giọt khí. Rồi mình cứ đánh, tại cái máy của Taylor nó hơi to đó, cho nên Taylor đánh cái số lớn. Mình có thể kiểm tra coi trứng mình cứng chưa các bạn. Nó gần được nhưng mà nó chưa được lắm nha các bạn. Mình phải cho nó cứng, nó đứng đàng hoàng, nó đứng luôn á. Rồi bây giờ trứng của mình cứng rồi đó. Nè các bạn dở lên mà thấy trứng nó đứng giống vậy là ok. Rồi bây giờ Taylor sẽ lấy cái chồng trắng này nè. Mình bỏ qua chồng đỏ. Lần ít gì á. Rồi mình sẽ trộn từ từ nhẹ nhẹ để cho cái bọt khí nó đừng có bể. Nếu nó bể bột khí thì cái bánh của mình nó bị nướng, nó bị nứt á các bạn. Rồi thêm nó không có được mịn ở phía trong nữa, nó bị ra nước. Giờ mình cũng mở lò lên cho nóng luôn nha các bạn. Hay là mở lò ở 350 độ F.
mình phải mở lò cho nóng mình mới nướng bánh được. Rồi bây giờ thay là cho vào luôn. Hay là dùng cái khuôn mỏng này nè để mình làm bánh bông lan cuộn, cho nên rồi mình lót thêm giấy nướng bánh ở dưới để cho đừng có dính bánh đó các bạn. Rồi theo là sẽ đổ vào đây. Sau đó mình đập xuống để cho nó nổ mấy cái bọt khí ra. Rồi mình bỏ vào lò nướng. Đây là nướng cái tầng thứ nhì từ dưới đến lên nha các bạn, ở nhiệt độ 350 độ F. Hay là sẽ nướng trong vòng 18. Rồi bánh chín rồi, giờ thôi lại lấy gà. Wow, thơm quá thơm quá. Rồi trong chén này thôi là lấy hai cái trứng, lấy cái nĩa mình chà cho nó nhỏ nhỏ ra để mình gắt cái phía bên trong á các bạn, phía bên trong cái bánh á. Còn mình lấy cái trứng kia mình để trang trí ở trên lạch. Mình cuốn khi mà nó còn nóng nha, cho nó quen với cái hình cuốn, xong mình lộn ra là mình lật ra lại rồi mình mới bỏ nhân vô cho nó nguội bớt. Sau đó thì là sẽ bỏ cái phô mai này lên là các. Chừa lại một ít để mình để trên đó nha các bạn. Sau đó thì là sẽ cuộn lại. Hay là cắt hai cái đầu bỏ bớt rồi các bạn, bây giờ mình làm ở trên nha.
Rồi bây giờ mình có thể rải chà bông lên nè các bạn. Mình làm tơi cái chà bông này ra, mình rải lên mặt. Đây, bánh bông lan, phô mai, trứng muối, chà bông có thay lời nè các bạn. Wow, các bạn nhìn thấy bắt mắt không? Nhìn thấy hấp dẫn ghê chưa? Wow, cái trứng muối nè, cái màu vàng tươi rất là đẹp luôn nè. Còn cái dầu trứng nè, các bạn thấy nó dẻo mà nó trong veo à. Rồi thêm chà bông ở trên. Rồi các bạn thấy cái bánh bông lan thì cái màu trắng tinh, nhìn thấy vàng vàng sơ sơ, hấp dẫn ghê luôn á. Còn phía bên trong nè các bạn, phía bên trong cái thay là cuốn rất là chặt, cho nên có trứng muối với lại dầu trứng với lại thêm phô mai ở phía bên trong nữa, mình ăn tới đâu cũng có phô mai trứng muối hết. Rồi để thay là ăn thử và sẽ chia sẻ với các bạn nha. Ở bên đây thay là cắt một cái góc á, cái đầu bánh á các bạn, rồi thay là trang trí thêm chà bông trứng muối đây nè. Ồ, nhìn hấp dẫn ghê chưa, nhìn thấy là ngon rồi đó. Giờ mình ăn thử nha, ăn thử rồi sau là chia sẻ với các bạn nha. Wow, cái bánh bông lan rất là mềm, mềm mà soft ở trong rồi các bạn. Đó, các bạn thấy không, mềm ngon quá ha. Ngon quá các bạn ơi. Cái này bánh thì không có ngọt lắm, cái dầu trứng với lại phô mai ăn béo béo. À, trứng muối á, bùi bùi, chà bông thì có vị mặn, cho nên á, đủ thứ vị trong đây rất là ngon. Wow, cái trứng muối nó bùi bùi ngon lắm các bạn. Sẵn thử miếng trứng nè, trứng này rất dẻo luôn á. Ở bên trong cái trứng nè các bạn, dẻo nè. Là cắn sắn vô đây nha. Wow, mình cắn sắn vô lại bánh nè. Cái trứng đó bùi lắm các bạn, bánh bông lan ngon ghê. Số 1. Rồi, Taylor mong rằng các bạn thích bánh bông lan, phô mai, trứng muối, chà bông có Taylor ngày hôm nay. Nếu như các bạn thích, xin vui lòng bấm like và đừng quên bấm luôn cái nút subscribe dưới cái màn hình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye!